Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Nhiều cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ra quân sản xuất đầu năm 2023. Các địa phương xuống đồng gieo cấy lúa vụ chiêm xuân. Lễ hội giọt hồng blue trắng năm 2023 đặt mục tiêu huy động hơn 7.000 người hiến máu. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, các cơ quan công sở và đơn vị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã hoạt động trở lại với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả ngay trong buổi làm việc đầu tiên. Với khí thế quyết tâm thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ trong ngày đầu năm mới, 219 công sở đơn vị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đều bước vào làm việc với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo nền nếp kỷ luật. Tinh thần làm việc được xác định theo hướng giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và các doanh nghiệp. Ngay từ bảy giờ 30 phút thì tất cả các cán bộ công chức nhiều đồng chí thì cũng đã đến trước đó 15 2 phút để bật máy vi tính và tinh thần thì làm việc rất là nghiêm túc khẩn trương và giải quyết thủ tục nhanh nhất cho công dân. Và chúng tôi sẽ duy trì cái việc thực hiện này trong cả năm để nâng cao hiệu quả làm việc, các công sở cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục ra soát, nâng cấp cơ sở tầng công nghệ thông tin, đổi mới phong cách làm việc với mục tiêu đem lại sự hài lòng cho mọi công dân và đạt kết quả thực hiện nhiệm vụ cao nhất cho năm 2023. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ra quân sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2023. 100% cán bộ nhân viên người lao động của công ty xi măng Long Sơn đã quay trở lại làm việc. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh được dự báo còn nhiều khó khăn, năm 2023, công ty xác định mục tiêu là tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong ngày đầu đi làm trở lại, nhiều doanh nghiệp đơn vị tổ chức gặp mặt người lao động nhanh gọn, chúc mừng động viên người lao động, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong ngày làm việc đầu năm mới quyết tâm đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn so với năm cũ. Năm 2023 thì chúng tôi cũng đặt mục tiêu là tăng trưởng 30% so với năm 2022 và các giải pháp là xung quanh mấy từ nỗ lực tận tâm và chia sẻ để từng bước hoàn thiện bộ máy cũng như là nâng trình độ của người lao động mình lên thì chúng tôi cũng vươn lên trong nước và tiếp đến là sẽ xuất khẩu đặt mục tiêu 2023 là tiến đông sẽ xuất khẩu sản phẩm 15% sản lượng của mình. Theo sở Công Thương Thanh Hóa, từ ngày mùng 4 Tết đến nay, nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ra quân sản xuất. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11% trở lên, công nghiệp xây dựng tăng 14,2%, giá trị xuất khẩu đạt trên 5,5 tỷ USD. Với khí thế lao động sản xuất khẩn trương, sôi động ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới, các doanh nghiệp Thanh Hóa đều đang nỗ lực, quyết tâm kỳ vọng về một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, bà con nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt xuống đồng làm đất gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2023 để đảm bảo không lịch thời vụ. Sau Tết Nguyên đán là thời điểm ra cấy trà xuân muộn, kéo dài đến hết tháng riêng năm 2023. Do vậy, ngay sau những ngày nghỉ Tết, các địa phương chỉ đạo bà con nông dân xuống đồng gieo cấy vụ chiêm xuân đúng không lịch thời vụ. Các địa phương cũng tuyên truyền hướng dẫn nông dân giữ ấm cho diện tích mạ đã gieo, tránh thiệt hại do giá rét gây ra. Đặc biệt là cái thời tiết trong thời gian này là nếu như thời tiết mà xuống thấp quá so với quy định thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động người dân là dừng gieo cấy để đảm bảo được cái cái thời vụ những là giữ được cái mạ để đảm bảo cho khi thời tiết ấm trở lại thì nhân dân tiếp tục gieo cấy. Đồng thời sau khi gieo cấy xong sẽ tăng cường tuyên truyền để bà con có bón phân đảm bảo theo đúng cái thân đất cũng như là giống lúa để cây lúa có phát triển uh, tốt trong cái giai đoạn sau cấy. Vụ trên xuân năm 2023, Thanh Hóa sẽ gieo cấy 113.000 hecta lúa. Trong đó, trà xuân sớm và chính vụ chiếm khoảng 15% diện tích, còn lại 85% diện tích sẽ cơ cấu trà xuân muộn. Ngày sau Tết, các địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân ra đồng cấy lúa trà xuân muộn đúng lịch thời vụ và chăm sóc chấm dặm cho diện tích lúa xuân sớm đã cấy trước Tết. Đến hết ngày hôm nay 27 tháng 1, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 45.000 hecta lúa, đạt trên 40% kế hoạch. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì cũng cử cán bộ là tăng cường cái công tác thăm đồng để hướng dẫn bà con cái chăm sóc và gieo cấy. Đặc biệt là cũng ngay từ đầu vụ thì cũng sẽ thực hiện cái công tác điều tra, sự tính dự báo để đảm bảo cái phòng trừ dịch hại là ngay từ đầu vụ. Các đơn vị thủy nông trong tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp đủ nước phục vụ nhu cầu gieo cấy vụ chiêm sân, đồng thời giữ nước trong ruộng để giữ ấm cho diện tích lúa đã cấy. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quy Mão năm 2023, cảng biển Nghi Sơn đã hoạt động xuyên Tết để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó, ngoài các cảng chuyên dùng phục vụ hoạt động của các dự án lớn là hóa dầu Nghi Sơn, xi măng Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Công ty trách nhiệm hạn cảng quốc tế Nghi Sơn cũng vận hành cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn từ ngày mùng 2 Tết tới 23 tháng 1 để đáp ứng nhu cầu vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ngay trong kỳ nghỉ Tết. Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có 11 tàu cập bến cảng Nghi Sơn để bốc xếp vận chuyển hàng hóa với số lượng lao động tham gia làm việc là 244 người. Sản lượng hàng hóa lưu thông qua cảng Nghi Sơn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đạt 18.000 tấn với giá trị hàng hóa 783.000 đô la Mỹ. Sau hơn 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, đến nay huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đã có 27 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, trong đó có 9 sản phẩm 4 sao, 3 sản phẩm đang chỉnh xét công nhận đạt 5 sao cấp quốc gia. Với kết quả này, Nga Sơn hiện đang là đơn vị dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa về số lượng sản phẩm ô cốp. Thị trấn Nga Sơn là đơn vị cấp xã có số sản phẩm ô cốp nhiều nhất tỉnh, với 9 sản phẩm được công nhận trong thời gian 3 năm. Có được kết quả này, những năm qua, chính quyền thị trấn Nga Sơn đã vào cuộc tích cực từ những sản phẩm ban đầu, địa phương đã tạo điều kiện về đất đai, thủ tục pháp lý để các hộ mở rộng quy mô, nâng cấp mô hình sản xuất để phát triển thêm nhiều sản phẩm ô cốp mới. Nhờ đó, có một chủ thể sản xuất đã phát triển được 6 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh. Sau khi mà 6 sản phẩm bên mình đã đạt chuẩn ô cốp, ấy, thì cái dự định cho sắp tới là mình sẽ mở rộng cơ sở sản xuất là một. Cái thứ hai là về cái mẫu mã sẽ là mẫu mã đa dạng hơn và cái đưa đến cho thị trường cho người tiêu dùng với nhiều sự lựa chọn hơn và cái chất lượng là sẽ tăng lên thị trấn thì hỗ trợ vấn đề tức là để cho các cái đơn vị tức là chủ thể tức là thứ nhất là về cái địa hình và địa bàn và cái điều kiện để tổ chức sản xuất thì đơn vị thị trấn tôi tức là tạo điều kiện và thứ hai là tạo điều kiện về các vấn đề tức là cửa hàng bên bên bãi thì các anh quảng cáo cái mặt hàng thương hiệu ra thị trường. Trong cái sản phẩm ô cốp khi mà đã đạt được thì nó có một cái hiệu quả và cái thương hiệu cao trên thị trường. Thì tự trấn tôi tiếp tục tuyên truyền để tức là phấn đấu hàng năm có từ 2 đến 3 sản phẩm đạt ô cốp từ 3 đến 4 sao. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, huyện Nga Sơn đã ban hành kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời xây dựng mục tiêu cụ thể từng năm để thực hiện. Huyện luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, tập huấn chương trình ô cốp cho các đơn vị chủ thể sản xuất trên địa bàn, tổ chức cho các chủ thể đăng ký đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng sản phẩm ô cốp trong và ngoài tỉnh. Huyện phối hợp với các đơn vị tư vấn trung ương để lựa chọn ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình trên cơ sở phát huy thế mạnh các nhóm hàng hóa đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, Nga Sơn cũng đã lồng ghép các chương trình để hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị chủ thể phát triển kinh tế tham gia xây dựng sản phẩm ô cốp như hỗ trợ xây dựng nhà kính, nhà lưới 70 triệu đồng với quy mô 1 m2, hỗ trợ mua máy dệt chiếu, máy xe lõi, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên mở rộng quy mô đất đai cho các đơn vị sản xuất, hỗ trợ kinh phí làm nhãn mác, bao bì sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện Nga Sơn còn phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và một số đơn vị liên quan hỗ trợ mở hai cửa hàng trưng bày, giới thiệu bán sản phẩm ô cốp và những sản phẩm thế mạnh của địa phương phòng nông nghiệp và vẫn là tiếp tục tham mưu các cái cơ chế để cho hỗ trợ các sản sản phẩm ô cốc để tạo tinh thần và động lực cho các chủ thể là tiếp tục là, là yên tâm là xây dựng các sản phẩm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm của huyện Nga Sơn đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Năm 2023, huyện Nga Sơn đặt mục tiêu phân đấu có thêm 5 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp cấp tỉnh, nâng hạng một sản phẩm đạt 5 sao ô cốp quốc gia. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý khác. Vào những ngày Tết Nguyên đán, các bệnh viện trong tỉnh đã đảm bảo tốt công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân. Năm nay, số ca bị tai nạn giao thông, tai nạn thương tích trong sinh hoạt, lao động và do pháo nổ nhập viện giảm nhẹ so với năm 2022 nhưng tỷ lệ bệnh nhân nặng lại tăng cao. Theo thống kê của Sở Y tế, từ ngày 30 đến mùng 4 Tết, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho trên 9.700 bệnh nhân, trong đó có trên 5.000 bệnh nhân nhập viện. So với cùng kỳ năm 2022, mặc dù tổng số bệnh nhân giảm nhẹ, nhưng số bệnh nhân nặng và nguy kịch lại gia tăng. Các bệnh viện đã nghiêm túc triển khai các phương án theo quy định, tổ chức tiếp nhận cấp cứu và chăm sóc điều trị bệnh nhân chu đáo. Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch cũng được triển khai nghiêm túc. Các bệnh viện đều có phần quà hỗ trợ, động viên bệnh nhân nghèo phải nằm lại điều trị trong dịp Tết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, mở đầu cho lễ hội hiến máu tình nguyện giọt hồng blue trắng năm 2023. Đây là chương trình do Sở Y tế Thanh Hóa phát động, huy động nguồn máu từ cán bộ, nhân viên y tế nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu đang diễn ra tại hầu hết các cơ sở y tế trong tỉnh. Chương trình Hiến Máu tình Nguyện, mở đầu lễ hội Giọt Hồng Lưu Trắng được tổ chức tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thanh Hóa, thực hiện ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, đã thu hút hơn 500 cán bộ nhân viên y tế tham gia. Ban tổ chức đã thu được 300 đơn vị máu. Tất cả cán bộ nhân viên y tế đủ điều kiện của bệnh viện đều tham gia Hiến Máu. À, theo cái định hiện nay thì uh, cứ 81 ngày thì có thể Hiến Máu được nên là hàng thứ 3 tháng 1 và em định kỳ thì sẽ tham gia hiến máu đa số các anh em ở trong trung tâm đều định kỳ hàng năm hiến máu từ 2 đến là 3 lần. Mong muốn đầu tiên là sẽ có nguồn máu để cho uh, phục vụ trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Cái thứ hai cũng là một cách để mình kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên. Cán bộ viên chức rất là hào hứng phấn khởi để có cái nguồn máu của mình cứu sống người bệnh, vừa tận tụy phục vụ người bệnh nhưng vừa mang giọt máu của mình để cấp cứu cho người bệnh, đây là một nghĩa cử hết sức là cao đẹp. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những cái thành quả đạt được trong lễ hội giọt hồng của lưu trắng, để hàng năm có được các cái lần hiến máu từ cán bộ viên chức người lao động, y tế của bệnh viện để bổ sung vào nguồn máu phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Lễ hội Hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Blue Trắng năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2023 tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ban tổ chức đặt mục tiêu huy động hơn 7.000 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động hiến máu, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.720 đơn vị máu. Đây là hoạt động thường niên của ngành y tế, thể hiện tinh thần hiến máu cứu người của cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên đán sau tết nhu cầu đi lại tiêu dùng thực phẩm ăn uống ngoài gia đình đồ mua sắm phục vụ lễ hội đầu năm của người dân có xu hướng tăng bộ tài chính đề nghị các địa phương tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết giá dịch vụ trong giữ xe giải trí đi lại ngày cao điểm du xuân và đi lễ của người dân theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu trong tháng 2 và quý 1 năm 2023, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến công cầu thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, kiểm soát chặt chẽ và bình ổn giá cả các mặt hàng dịch vụ vui chơi giải trí ăn uống đi lại phục vụ dịp lễ Tết. Đồng thời tăng cường quản lý kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế phí. Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt việc niêm biết giá và bán theo giá niêm yết những mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau Tết các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải dịp sau Tết. Xử lý nghiêm các tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng xăng dầu giai đoạn sau Tết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chủ động giám sát thực tế, có giải pháp đảm bảo nguồn cung, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú theo đó, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định. Trong đó, lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng một lần đăng ký, với hình thức nộp trực tiếp, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú là 15.000 đồng một lần đăng ký, đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách là 10.000 đồng một lần đăng ký, tách hộ là 10.000 đồng một lần đăng ký. Thông tư cũng quy định nhiều trường hợp miễn lệ phí. Thông tư này có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023. Đến nay, nhiều trường đại học trong cả nước đã công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2013. Phương thức tuyển sinh mà các trường đưa ra đều ổn định như năm ngoái, gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi riêng. Điểm thay đổi rõ nét trong dự kiến phương án tuyển sinh năm 2023 của một số trường đó là điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức theo hướng giảm dần tỷ lệ tuyển sinh từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảm chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông còn 25% chỉ tiêu, thấp hơn 10% so với năm ngoái. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến sẽ tăng tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức lên khoảng 20% đến 30% tùy ngành. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến dành 65% chỉ tiêu để xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong khi năm 2022 dành 72% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức này. Một số trường dự kiến sẽ tổ chức xét tuyển theo các phương thức không sử dụng điểm thi bắt đầu từ tháng 5 năm 2023. Sau 23 năm thành lập, đến nay, tổ chức hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã phủ khắp 100% xã, phường, thị trấn, thu hút hơn 1 triệu hội viên tham gia. Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là đã hỗ trợ kịp thời cho những học sinh, sinh viên nghèo được tiếp tục học tập. Gia đình nghèo do bố mẹ ốm đau, bệnh tật mồ côi cha mẹ hay bố mẹ đi làm an xa là những nguyên nhân chính khiến rất nhiều trẻ em có nguy cơ phải bỏ học. Mỗi học sinh còn cảnh khó khăn là một câu chuyện khác nhau. Thế nhưng, điều chung ở các em, đấy là niềm mong mỏi được đến trường. Tuy nhà con nghèo, con không muốn nghỉ học, con muốn đi học để học được bao điều hay. Sau này lớn lên, con muốn trở thành cô giáo để dạy những học sinh nghèo Gia đình cháu vô cùng khó khăn, em cháu, bố cháu và em cháu bị khuyết tật. Đôi lúc cháu cũng mặc cảm với bạn bè. Cháu nhận ra một điều, chỉ có học tập mới dẫn đến thành công, nên cháu cố gắng học tập để đạt được ước mơ của mình. Đến trường luôn là niềm mong ước của mọi trẻ em. Thấu hiểu điều đó, Hội khuyến học các cấp trên địa bàn Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện hỗ trợ cho những học sinh, sinh viên nghèo, giúp các em có cơ hội được đến trường viết tiếp những ước mơ xây nên hoài bão. Trong mấy năm gần đây thì quỹ khuyến học quyền đơn quế uh, có cái chương trình là uh, trao học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó toàn tỉnh tức là uh, 27 huyện thị thì cứ hàng năm là sẽ trao cho 10 huyện và với một cái đợt trao như vậy thì sẽ là 1.000 cháu cho 10 huyện uh, xuất học bổng và 1.000 cái ba lô cho trẻ em đến trường và đồng thời là quỹ khuyến học Nguyễn Văn Quế cũng sẽ tiếp tục là vận động các cái nhà tài trợ đồng hành với quỹ. Nhờ đẩy mạnh xã hội hóa, đến nay nguồn quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt hơn 379 tỷ đồng. Riêng năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động được trên 14,5 tỷ đồng và 3.994 máy tính bảng trị giá 10 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã cấp học bổng trao thưởng cho gần 483.000 học sinh sinh viên, giáo viên với số tiền gần 193 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 68% gia đình được công nhận gia đình học tập, 67% dòng họ được công nhận dòng họ học tập, 74 thôn bản tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập. Bắt đầu từ năm 2023, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội hội khuyến học tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026, mà tập trung vào văn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác khuyến học khuyến tài, đặc biệt là sự cần thiết về xây dựng xã học tập. Là chúng tôi hết sức quan tâm đến cái việc xây dựng phát triển quỹ huy động được sức mạnh của toàn dân đặc biệt là các doanh nhân doanh nghiệp các nhà hảo tâm hướng về quê hương thanh hóa để xây dựng phát triển quỹ Thanh Hóa là địa phương thuộc các tỉnh thành dẫn đầu cả nước trong xây dựng và phát triển các mô hình, các loại quỹ khuyến học, khuyến tài. Những kết quả này đã và đang góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa phát triển cả về quy mô và chất lượng, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Phần tiếp theo của bản tin Thanh Hóa ngày mới, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn trong nước. Tại địa bàn bản Tiên Cọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là Sông Tông Sò sinh năm 1991 và Sông Tén sinh năm 2002 đều trú tại bản Phà Đáng, huyện Mường Quán, tỉnh Hồ Phan Lào, đang vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Tăng vật thu giữ tại hiện trường là hơn 12 kg nhựa cây thuốc viện và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, hai dao nhọn và một số tăng vật liên quan khác. Theo lời khai ban đầu, lợi dụng ngày nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam, các đối tượng đã mang số lượng lớn ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam để bán kiếm lời. Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng ở tỉnh Bến Tre và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước do Nguyễn Bảo An Khang và Nguyễn Phước Lộc cầm đầu. Theo cơ quan công an, nhóm này thông qua việc thiết lập điều hành các website chẵn lẻ momo.win và chẵn lẻ momo.cc và lợi dụng các website đăng tải thông tin quảng cáo về hệ thống chẵn lẻ momo giao dịch tự động 24 trên 24 của công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến để tiến hành tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng. Từ tháng 8 năm 2021 đến nay, họ đã lôi kéo hơn 17.000 người tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên 100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an tỉnh Bến Tre đã thu giữ nhiều laptop, máy vi tính để bàn, điện thoại di động và hơn 500 thẻ sim điện thoại di động được các nghi phạm sử dụng để mở các tài khoản phục vụ hoạt động giao dịch. Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Lai, Huỳnh Tấn Tài và Võ Thanh Khoa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và hai bảy đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Trước đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc công an quận Gò Vấp bất ngờ kiểm tra căn nhà trong con hẻm trên đường Phan Huy ích phường 12 phát hiện hàng chục con bạc đang xe sưa sát phạt bằng hình thức đánh bài cào ba lá ăn tiền. Tổ công tác thu giữ nhiều bộ bài cây, 80 triệu đồng trên chiếu bạc, 15 xe máy, hàng chục điện thoại di động. Theo điều tra ban đầu, căn nhà trên của Nguyễn Văn Lai, đối tượng này đứng ra tổ chức để thu tiền sâu, cho cái đó tài và khoa hôn tiền để làm ăn. Trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phát hiện chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu khí Ngọc Phương Nam, ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập hồ sơ tiến hành xử phạt cục quản lý thị trường tỉnh bình phước cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục cập nhật báo cáo thường xuyên tình hình diễn biến hoạt động kinh doanh trên toàn tỉnh chủ động giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình trên địa bàn được phân công quản lý đặc biệt tập trung giám sát phát hiện xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ đóng cửa ngừng bán hàng hoặc thực hiện không đúng thời gian bán hàng đã đăng ký với sở công thương trong 6 ngày nghỉ Tết, từ 7 giờ sáng ngày 30 Tết đến 7 giờ sáng ngày mùng 5 Tết Quý Mão năm 2023, cả nước ghi nhận 403 ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước. Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho trên 65.400 bệnh nhân, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Các cơ sở y tế đã thực hiện 3.511 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 517 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn Cục Quản lý khám chữa bệnh đánh giá tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Quý Mão 2023, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ ngày 27 tháng 1, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết theo kinh nghiệm từ các năm trước, thời điểm sau nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã đưa xe đi đăng kiểm trước Tết. Tuy nhiên năm nay, tình trạng quá tải đăng kiểm xảy ra trước Tết, nhiều trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động nên nhiều người chưa được kiểm định xe, do đó có thể năm nay nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều. Từ ngày 27 tháng 1, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố sau khi nghỉ Tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để kiểm định, tránh phải chờ đợi lâu, giảm tài cho các trung tâm ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, đảm bảo đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi kiểm định, tránh trường hợp gặp nội dung không đạt, phải đi sửa chữa tốn thời gian. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa đi kiểm tra hoạt động vận tải tại cảng hàng không Thọ Xuân và ga Thanh Hóa nhằm kịp thời điều chỉnh tăng tần suất hoạt động của các phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách những ngày sau Tết. Những ngày trước và trong Tết Quý Mão 2023, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã phối hợp với Cảng Hàng không Thọ Xuân, Ga Thanh Hóa, Ban Quản lý các bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, nâng tần suất hoạt động phương tiện, đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại, không để hành khách phải ở lại nhà ga bến xe. Riêng tại Cảng Hàng không Thọ Xuân đã tổ chức trên 1.000 chuyến bay cất và hạ cánh, phục vụ cho hơn 139.000 lượt khách đi và đến Thanh Hóa. Những ngày trước và trong Tết, ga Thanh Hóa đã phục vụ trên 36.000 lượt khách đi lại bằng tàu hỏa, tăng khoảng 30% so với thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Dự báo từ ngày 29 tháng 1 tới đây, tức ngày 8 tháng riêng âm lịch, người lao động, học sinh, sinh viên quay trở lại nơi học tập, công tác, tham gia hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô và tàu hỏa sẽ tăng cao. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã yêu cầu ban quản lý các bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải khách tuyến cố định, xe hợp đồng theo dõi nắm bắt nhu cầu đi lại của hành khách để kịp thời tăng cường phương tiện sẵn sàng phục vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1, tức từ 29 đến ngày mùng 5 âm lịch, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn giảm so với cùng kỳ Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Năm nay, với sự chỉ đạo sớm quyết liệt của các ban ngành chức năng, ủy ban dân các địa phương trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội kết hợp với phòng chống dịch COVID-19. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2003, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Những ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cả kỳ nghỉ cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 1.445 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 2 tỷ đồng, tạm giữ 500 phương tiện, tước 274 giấy phép lái xe các loại. Trong đó phát hiện xử lý 349 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 657 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Người tham gia giao thông đã có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và cái này cũng là cái điều hết sức mong muốn chính vì thế mà cho nên tai nạn giao thông đã giảm rất là sâu và đây là cái kết quả rất là đáng mừng và trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ của cục cảnh sát giao thông và của giám đốc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm nổi cộm là nguyên nhân dẫn tai nạn giao thông theo báo cáo của văn phòng an, an toàn giao thông tỉnh toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong và 5 người bị thương so với cùng kỳ 7 ngày nghỉ tết nguyên đán nhâm dần 2022 giảm một vụ 16,6% số người chết và số người thương không tăng không giảm còn theo thống kê của ngành y tế ghi nhận tại các bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện đa khoa hợp lực bệnh viện đa khoa hàm rồng bệnh viện đa khoa phúc thịnh tính từ 7h ngày 20 tháng 1 đến 7h ngày 6 tháng 1 có hơn 300 ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông so với kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần 2022 số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông tết quý mão giảm hơn 30% đáng chú ý trong số bệnh nhân nhập viện tai nạn giao thông không có trường hợp nào nghiêm trọng dẫn đến tử vong Số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn giảm so với các năm trước. Khi mà có bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào ấy thì năm nay so với năm ngoái cái bệnh nhân tai nạn giao thông nặng và rất nặng thì ít. Và cũng chỉ có một hai bệnh nhân đó là nặng mà chúng tôi phải can thiệp phẫu thuật. Chúng tôi đứng về cái góc độ tai nạn giao thông thì phần lớn đến 8 90% tai nạn giao thông của dịp Tết Nguyên Đán năm nào cũng thế đều là do rượu bia Đấy, và có nồng độ cồn. Ừ, chính năm nay giảm đi được, thì tôi nghĩ đó là cái ý thức mà về rượu bia nó giảm đi. Dự báo sau Tết Nguyên Đán Quý Mão, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao, nên tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên các tuyến quốc lộ và các đầu mối giao thông quan trọng đến các điểm vui chơi du lịch lễ hội. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các ngày sau Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân năm 2003. Ban an toàn giao thông tỉnh kiến nghị các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Ban an toàn giao thông tỉnh muốn kiến nghị một số vấn đề với các cơ quan chức năng như sau. Thứ nhất là đối với các lực lượng công an, tuần tra, cảnh sát, các lực lượng thanh tra của sở sẽ thực hiện tốt công tác tuần tra trong công tác lưu hành của các xe vận tải trên địa bàn. Thứ hai là đối với các địa phương và các ngành chức năng cũng tham gia vào cuộc để làm sao mà kiểm soát, rồi tuyên truyền giáo dục các lực lượng thanh thiếu niên nhất là những người, người lực lượng tham gia giao thông trong dịp tết bia rượu tránh cái tình trạng bia rượu để giảm được cái cái mất an toàn sau tết. Bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.